Chào các bạn ha. Trong cái video này thì Thướng sẽ chia sẻ cho các bạn cách chỉnh cùi đè dĩa lên xuống dĩa lớn dĩa nhỏ dễ và không có bị cọ sên do cùi đè. Điều đầu tiên các bạn cần làm là mình vệ sinh dây cáp. Vệ sinh dây cáp của cái dĩa đè đó thì các bạn mở dây cáp ra. Trước khi mở dây cáp thì mình xuống dĩa nhỏ nhất ha. Các bạn rút cái đầu bảo dây cáp ra ha. Tiếp theo là mình dặn con ốc này mình lấy dây cáp ra. Rồi. Mình kiểm tra cái gột dây cáp. Xong rồi các bạn lấy mấy bò mình bôi vô ha. Cho nó trơn. Nếu mà các bạn thấy gột dây cáp mà nó xét quá thì mình bỏ đi, mình mua cái gột dây cáp khác ha, hoặc là mua cả giỏ luôn càng tốt. Và mình thay ha, vậy lên xuống nó mới nhẹ. Các bạn bôi trơn dây cáp xong rồi thì mình để đó đi. Bây giờ các bạn cần chỉnh cái vị trí cùi đè cho nó đúng ha. Thì nếu các bạn xài cùi đè mà nó cái loại mà nó bắt vô cái bát có sẵn ở trên sườn đó, như cái loại này nè, thì các bạn mở con ốc này ra nè, mình kéo lên xuống hoặc là mình lắc qua lắc lại thì này là mình chỉnh vị trí của nó đó. Nếu các bạn xài loại đè mà nó có cái củ dê nó bắt vô cái sườn á thì các bạn mở con ốc này ra nè, rồi mình di chuyển lên xuống ha, hoặc là qua lại. Bây giờ mình chỉnh độ hở giữa cái càng cùi đè và cái dăng cái dĩa lớn nhất ha. Thì các bạn dùng tay bật cái cùi đè ra thì mình kiểm tra cái điểm mà gần nhất á, giữa cái càng cùi đè và cái răng của cái dĩa lớn nhất đó nó là bao nhiêu. Nếu mà các bạn thấy nó hở như của mình nè, chỉ khoảng 3 ly đó, 3 mm đó là vừa. Còn nếu mà của các bạn mà nó xa quá, cao quá hoặc là sát quá thì các bạn chỉnh nha, bạn mở ốc lên, kéo xuống như vậy nè. Các bạn canh sao cho nó vừa bật ra mà nó vừa như khoảng 3 ly đó là được ha. Thì các bạn siết vừa, siết nhẹ nhẹ nha, lát mình chỉnh nữa. Đó, các bạn bật ra như vậy nè, thấy nó độ hở khoảng như vậy là vừa. Như các bạn nào mà xài 3 dĩa đó và cùi đè cũng 3 dĩa ha, thì các bạn không có áp dụng cái cách hồi nãy được nha. Vì cái bản này nó rộng lắm, nó rộng hơn cái bản này nhiều ha. Cho nên nếu mà các bạn áp dụng cái cách đó đó, khi mình chỉnh độ hở như vậy nè, thì các bạn lên dĩa lớn thì cái bản này nè nó sẽ đụng vô cái dĩa thứ hai ha. Cho nên các bạn canh cái độ hở là các bạn canh dĩa thứ hai, các bạn canh cái cạnh này nè với cái dĩa thứ hai khoảng 3 ly ha là được ha các bạn. Kế đến là mình chỉnh cho cái càng cùi đè này các bạn. Với cái dĩa lớn của mình đó là hai cái đường này nó phải song song nhau ha. Cái càng này nè và cái hàng răng này là nó phải song song nhau. Và khi các bạn bật cái càng đè ra đó là cái càng đó nó sẽ thẳng với cái hàng răng của cái dĩa ha. Vậy là mới đúng ha. Còn của các bạn nếu mà nó bị xéo á thì các bạn phải chỉnh lại nha. Ví dụ như nó xéo ra như vậy nè, hoặc là xéo vô như vậy cũng không được nha. Đó, các bạn phải chỉnh cho nó thẳng với cái dĩa của mình đó là mới đúng. Thì các bạn mở con ốc hồi nãy đó mà mình chỉnh nha. Rồi mình bật ra kiểm tra xem nếu mà nó thẳng như vậy là đúng nha các bạn. Rồi vậy là được rồi ha. Sau khi đã chỉnh đúng vị trí rồi hết đó thì các bạn siết con ốc này cứng lại nha. Và mình bắt đầu bắt lại dây cáp. Trước khi bắt lại dây cáp đó, thì các bạn lắc cái tay lắc lên dĩa đó, các bạn lắc lên mức cao nhất nha. Mức cao nhất đó thì nó tương đương với cái lĩa dĩa lớn nhất đó. Nếu mà các bạn nào chưa có biết cách xỏ dây á, thay dây đề á, thì các bạn vô kênh của mình tìm video cách thay dây đề nha. Các bạn xem nhé. Mình xỏ dây cáp đề vô con ốc đề lại nha các bạn. Các bạn khoan cái dặn cứng. Mình để lỏng lỏng nè, chút mình kéo dây để mình siết cho nó dễ. Thì các bạn kiếm cho mình hai con ốc ở trên phía đầu cùi đề nè. Hai con ốc này là hai con ốc chỉnh giới hạn đó. Bây giờ mình chưa có chỉnh giới hạn đâu. Một lát mình sẽ nói sao. Thì mình lợi dụng cái con ốc này nữa các bạn, để mình giữ cái cùi đè nó nằm đúng vị trí mình muốn. Và mình sẽ
xiết cáp vì nó dễ hơn, mình không cần phải vịn lại. Thì trước tiên các bạn dặn cái con ốc này ra cho mình nha. Các bạn dặn con ốc này ra cao cao lên đi, để nó khi mình bật ra nó không có bị vướng lại. Và các bạn bật cái cù đề ra ha. Sau đó mình dặn con ốc này vô. Nếu mà các bạn không lấy tay bật á, các bạn dặn con ốc này nó vẫn đẩy ra á, nhưng mà nó nặng lắm. Mình lấy tay mình bật ra đi, mình dặn con ốc này nó sẽ rất là nhẹ. Các bạn dặn sát đi luôn nha. Khi mà các bạn thấy cái càng cù đề đó mà nó ra khỏi cái dĩa rồi đó, thì các bạn dùng tay mình gỡ cái sên, gỡ sên mình dời lên dĩa ha các bạn. Dời lên cái dĩa lớn á. Đồng thời các bạn cũng chỉnh cái clip sau xuống clip thứ hai ha, hoặc thứ ba đó. Rồi mình tiếp tục bật cái cù đề ra ha. Các bạn bật cái cù đề ra cho nó đụng tới cọng sên luôn. Nó đụng tới cọng sên luôn nè. Xong mà mình siết tiếp tục. Nếu mà các bạn siết mà nó không có vô được nữa đó, không có đẩy ra được đó, thì các bạn nhớ nhả con ốc này ra nha. Nó đội con ốc này nè. Rồi mình siết. Siết tới khi nào mà các bạn thấy nó cái cọng sên đó, nó vừa đụng cái mặt trong của cái càng đề đó là được nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn dùng cái kiệm đó, các bạn kéo thẳng dây cáp này. Và một tay này mình siết cứng con ốc này lại. Mục đích của cách làm này đó các bạn, là mình siết cáp một lần là đúng luôn á, mình xài được luôn á, mình không cần phải chỉnh cáp lên xuống nữa. Thì khi các bạn nhả con ốc này ra lại á, thì độ hở nó sẽ vừa phải, mình lên dĩa xuống dĩa nó không có bị cọ sên. Sau khi các bạn siết cứng con ốc siết cáp này rồi đó, thì mình bắt đầu nhả con ốc này ra lại ha. Thì các bạn để ý, thì các bạn nhả con ốc này ra đó, thì cái cù đề nó sẽ bật trở lại. Cù đề các bạn thấy nó chạy vô, nó chạy vô một chút và nó đứng lại, là lúc đó nó kéo thẳng cọng dây cáp rồi các bạn. Thì mình tiếp tục nhả ra. Các bạn nhả ra hết luôn đi, cho nó ra vô thoải mái. Một lát mình sẽ chỉnh giới hạn lại sao nha. Thì các bạn, sau khi các bạn nhả ra xong rồi đó, các bạn kiểm tra lại độ hở của nó ha. Độ hở nè, độ hở giữa cái mặt sên và cái mặt đề, cái mặt của cái càng cù đề đó, nó hở là khoảng 1-2 ly ha các bạn. Nếu các bạn làm mà nó hở ra xa quá đó, 3-4-5 ly luôn á, thì là không được nha các bạn. Hở xa quá thì khi các bạn lên nó sẽ khó và nó sẽ bị cọ sên ở phía mặt này nè. Nhưng các bạn làm nó hở 1-2 ly là vừa ha. Mình quay thử nó sẽ không có cọ ở đâu hết đó các bạn. Quay thử là nó sẽ không cọ bên nào hết á, là như vậy là đúng ha. Sau khi đã làm xong thì mình kiểm tra xem lên xuống dĩa có ok chưa ha. Mình bắt đầu quay xuống dĩa nè, rồi lên lại. Rồi vậy là được ha các bạn. Như các bạn đã chỉnh như mình rồi đó, mà khi các bạn lên dĩa vẫn không lên được, nó bị rớt hoài, nó rớt rớt hoài như vậy nè, thì là do lúc nãy các bạn chỉnh cái độ hở này nó quá lớn. Độ hở giữa cái mặt trong của cái cù đề và cái dĩa găng này nè, nó quá lớn. Khi mà mình lên dĩa đó thì cái càng đề nó đẩy không có tới cái dĩa này, cho nên cái sên nó không lên được. Thì bây giờ các bạn phải chỉnh lại độ hở đó nha. Các bạn làm lại như lúc đầu mình chỉ đó. Độ hở giữa cái mặt trong của cái cù đề và cái cọng sên đó chỉ khoảng 1-2 ly thôi á, thì nó mới đẩy cái dĩa, cái sên này lên cái dĩa được. Sau khi các bạn đã chỉnh sang dĩa ngon lành rồi đó ha, thì mình bắt đầu chỉnh giới hạn. Thì các bạn nhìn thấy đây trên đầu cái cù đề này nè, có hai con ốc ha. Con ốc ở ngoài là mình chỉnh dĩa lớn, con ốc trong là mình chỉnh dĩa nhỏ. Thì bây giờ mình chỉnh dĩa lớn trước đi ha. Trước khi chỉnh dĩa lớn thì các bạn lắc tay lắc lên mức cao nhất ha, đừng có chừa lên nắp nào hết nha. Và các bạn lắc lên dĩa lớn nhất đó, và các bạn hơi bật cù đề ra một chút, bật cho nó vừa đụng cọng sên nữa ha.
thì mình dặn cái con ốc này vô. Các bạn dặn vô cho đến khi nào mà nó đẩy cù đề vô á thì mình ngưng ha. Các bạn cảm thấy cái tay á, nó đẩy ngược cái tay mình lại á, là mình ngưng lại. Là khi các bạn lên dĩa thì tới đó nó sẽ bị giới hạn lại, nó không có bật ra ngoài được. Để chỉnh cái giới hạn dĩa nhỏ thì các bạn cần phải xuống dĩa ha. Các bạn xuống dĩa nhỏ, các bạn xuống hết luôn nha. Các bạn đừng chừa lại nắp nào hết nha. Thì mình xuống xong rồi đó, thì mình chỉ cần khóa lại thôi. Thì các bạn dặn vô. Các bạn dặn vô đến khi nào mà các bạn thấy nó đẩy cù đề chạy ra đó thì mình ngưng ha. Mình dặn nó chạy ra chạy vô mà bạn. Thì mình nhả ra lại, mình dặn vừa tới thì mình ngưng ha. Vậy là được nha các bạn. Sẵn đây mình nói cho các bạn biết thêm về cách sử dụng cái tay lắc Shimano ha. Thì thường cái tay lắc dĩa đó là nếu các bạn xài cái bộ gấp mà nó hai dĩa đó, nhưng mà thực sự cái tay lắc dĩa nó có tới ba nấc. Một cái nấc đầu á là cái nấc mà nó chỉ xê dịch nhẹ cái cùi đề thôi, còn cái nấc giữa thì nó mới là lên dĩa xuống dĩa, còn cái nấc cuối á nó cũng xê dịch nhẹ thôi. Thì khi mà các bạn lúng muốn lên dĩa xuống dĩa đó thì các bạn phải lắc hết ba nấc đó luôn nhé. Các bạn đẩy mạnh qua hoặc là các bạn nhả mạnh qua. Mình ví dụ như bây giờ mình đang ở cái dĩa lớn ha, mình muốn xuống dĩa nhỏ đó thì các bạn phải lắc mạnh qua hết luôn ha. Nó kêu hai ba cái luôn á thì các bạn xuống dĩa nó mới xuống được nha. Đó. Mà mình muốn lên á thì cũng phải lắc mạnh ba nấc luôn nha. Thì nó mới lên được. Rồi. Vậy thì cái nấc đầu và cái nấc cuối để làm cái gì? Thì theo mình nghĩ các bạn, nấc đầu với nấc cuối á là để như mình dùng để mở rộng á các bạn. Mở rộng cái biên độ dao động của cái càng đề trước nè. Nếu mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu ha. Thường á nếu mà không có cái nấc đó đó các bạn thì các bạn sẽ một dĩa các bạn chỉ xài được khoảng 7-8 lít thôi các bạn. Nếu mà các bạn lên lít mà 10-11 á, nó sẽ bị cọ vô cái đề trước nè, cọ vô cái vách trong nè. Thì nhờ có cái nấc nhẹ đó mà các bạn có thể dời cái cùi đề dĩa vô thêm một chút để nó không có cọ. Khi mà các bạn lên cái lít mà lớn nhất á, thì bây giờ nè, mình sẽ làm thử các bạn xem. Mình đang ở cái dĩa này là cái dĩa 6 nè. Mình đang dĩa 7 nè. Mình đang dĩa 8. Là nó bắt đầu nó cọ đó các bạn. Cọ vô cái chỗ mà cùi đề dĩa đó. Rồi mình lên thử cái tính nha. Thì nó cọ nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái nấc nhẹ đó để mình chỉnh cho cái cù đề dĩa này nó chạy vô một chút. Nhưng mà cái dĩa nó vẫn giữ nguyên ha, nó không có bị rớt dĩa xuống dĩa nhỏ. Bây giờ mình lắc nhẹ nè. Các bạn nhìn nó sẽ chạy vô một chút nha. Rồi đó. Thì đó, lúc đó các bạn sử dụng mấy cái dĩa lớn, lít lớn nó sẽ không có bị cọ ha. Như đây là mình xài được cái lít chính nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Nếu các bạn thấy video kết, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.